Tấn Phước và Anh Thơ xin gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Người Đưa Tin 24 giờ chiều nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Hôm nay thứ Năm ngày 13 tháng 4 năm 2023, chương trình sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin đáng chú ý trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua các thông tin nổi bật. Giai đoạn chuyển mùa, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam đang tăng trở lại. Khởi động quy trình báo động đỏ, kịp thời nối bàn tay đứt lìa cho bé trai 5 tuổi. Thành phố Hồ Chí Minh gia hạn khai thác tàu cao tốc từ bến Bạch Đằng đi Vũng Tàu. Bắt đối tượng chém bạn nhậu tử vong vì chuyện chê hát karaoke dở. Thêm 22 hang động mới được khám phá tại Quảng Bình. Mở cửa miễn phí, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam thu hút trẻ em đến tham quan vào cuối tuần. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Từ đầu tháng 4 đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 có xu hướng tăng. Tại Hà Nam, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh này, những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn đang có dấu hiệu tăng trở lại. Trong tuần, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 4, toàn tỉnh Hà Nam ghi nhận 28 trường hợp mắc COVID-19, tăng 27 ca so với tuần trước. Trong đó, ngày 11 tháng 4 ghi nhận 12 ca, ngày 12 tháng 4 ghi nhận 5 ca. Hiện có 20 bệnh nhân mắc COVID-19 đang phải điều trị. Trong đó, 2 bệnh nhân nặng điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 11 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, số còn lại điều trị tại các cơ sở y tế khác. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam đang phối hợp với các đơn vị liên quan, tiến hành điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19, giám sát theo dõi sức khỏe các trường hợp tiếp xúc gần, bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà, phối hợp với đơn vị địa phương tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, việc tự ý sử dụng thuốc chữa bệnh, nhất là đối với trẻ nhỏ, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa tiếp nhận điều trị cho một bé trai bị rối loạn đông máu suy gan vì uống thuốc hạ sốt quá liều. Theo đó, bệnh nhi NMT 8 tuổi ngụ tỉnh Tây Ninh được bệnh viện tỉnh chuyển đến bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, rối loạn đông máu, suy gan, men gan tăng cao. Gia đình cho biết trước khi nhập viện, bệnh nhi này bị sốt nên người thân đã tự mua thuốc hạ sốt cho cháu uống. Thấy bệnh nhi vẫn còn sốt nên cứ cách mỗi tiếng, người nhà lại cho cháu sử dụng thêm thuốc. Sau khoảng 2 ngày, bệnh nhi rơi vào nguy kịch hôn mê, suy hô hấp. Tại bệnh viện Nhi đồng 2, bệnh nhi được hỗ trợ hô hấp kết hợp truyền thuốc đối kháng, huyết tương tươi đông lạnh để điều chỉnh rối loạn đông máu và các biện pháp hỗ trợ khác. Sau 48 giờ, bệnh nhi tỉnh, tiếp xúc tốt, sinh hiệu và chức năng gan bắt đầu ổn định. Sau một tuần điều trị, bé đã hồi phục. Các bác sĩ khuyến cáo khi trẻ bị sốt từ 24 cho đến 48 giờ không hạ thì phụ huynh cần phải đưa trẻ đến cơ sở y tế. Các bác sĩ sẽ khám để tìm nguyên nhân và có phương pháp điều trị thích hợp. Bên cạnh đó, thuốc hạ sốt có mục đích hạ nhiệt, phụ huynh không nên nóng vội tăng liều vì nếu dùng quá liều, trẻ có thể suy gan dẫn đến nguy kịch. Cũng trên lĩnh vực y tế, trưa nay bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã kích hoạt báo động đỏ, nối liền bàn tay bị đứt lìa cho bé trai 5 tuổi bị tai nạn giao thông. Bệnh nhi là cháu NGH, sinh năm 2018, cụ tỉnh Cà Mau, nhập viện trong tình trạng đứt lìa bàn tay phải. Theo người nhà bệnh nhi, ngày 27 tháng 3 vừa qua, cháu đang đi bộ trên đường thì bị xe máy tông trúng, dẫn đến đứt lìa bàn tay phải. Sau khi sơ cứu tại địa phương, bệnh nhi được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, ekip tiếp nhận của khoa cấp cứu đã kích hoạt quy trình báo động đỏ, khẩn cấp phối hợp với các khoa liên quan đưa bệnh nhi đến phòng mổ, phẫu thuật nối lại bàn tay đứt lìa. Ca mổ kéo dài hơn 7 tiếng. Hiện tại, các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhi đã ổn định, dịch ở vết mổ cẳng bàn tay phải đã khô, bàn tay cũng hồng ấm và các ngón tay đã vận động nhẹ được. Dự kiến bệnh nhi sẽ được xuất viện vào tuần sau. Chuyển sang ghi nhận về giao thông. Trên địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người dừng xe máy bên đường bị thương nặng. Thông tin chi tiết mời quý vị theo dõi sau đây. Vào khoảng 7 giờ 15 phút sáng nay, xe ô tô con biển kiểm soát 74A01160 do tài xế Nguyễn Văn Kỳ, 33 tuổi, trú huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1.
Khi đến đoạn qua xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, thì mất lái tông vào bồn cây bên đường và lật nhào, va vào xe máy của ông Lê Quang Thi, 52 tuổi, trú huyện Hải Lăng, đang dừng bên đường. Vụ tai nạn khiến ông Thi bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Nhận tin báo, công an huyện Hải Lăng đã có mặt để phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Bước đầu làm việc với cơ quan chức năng, tài xế xe ô tô cho biết, trong lúc lái xe đến vị trí trên thì ngủ gật nên dẫn đến tai nạn. Thành phố Hồ Chí Minh cho phép khai thác tiếp bến tàu cao tốc đi Vũng Tàu ở công viên bến Bạch Đằng, quận Nhất đến cuối năm nay, trong khi chờ bố trí địa điểm mới. Thông tin được Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm cho biết vào sáng nay. Như vậy, bến tàu cao tốc ở cầu tàu số 2 dọc công viên bên sông Sài Gòn sẽ hoạt động trở lại từ ngày mai sau hơn 10 ngày ngưng khai thác. Bến tàu do công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ xanh DB thuê để khai thác tuyến tàu cao tốc chở khách từ nội đô thành phố đi huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Việc gia hạn thời gian hoạt động bến nhằm đáp ứng nhu cầu của khách trong thời gian chờ bố trí địa điểm mới cũng như tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khai thác. Tàu cao tốc Sài Gòn Cần Giờ Vũng Tàu bắt đầu khai thác từ năm 2018. Lộ trình từ bến Bạch Đằng đi qua các sông Sài Gòn, Nhà Bè, Long Tàu, Ngã Bảy rồi đến bến Tắc Xuất, huyện Cần Giờ. Từ đó, tàu tiếp tục di chuyển qua mũi Gành Rái để tới bến khu du lịch cáp treo Hồ Mây, thành phố Vũng Tàu. Liên tục chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay là những thông tin đáng chú ý sau đây. Bắt đối tượng chém bạn nhậu tử vong vì chuyện chê hát karaoke dở. Thêm 22 hang động mới được khám phá tại Quảng Bình. Mở cửa miễn phí, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam thu hút trẻ em đến tham quan vào cuối tuần. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Toàn, 35 tuổi, quê tỉnh Phú Yên, để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Trước đó, Toàn đã dùng mã tấu chém bạn nhậu tử vong chỉ vì mâu thuẫn liên quan đến việc hát karaoke. Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Minh Toàn và NJT, 45 tuổi, là bạn bè. Cả hai cùng thuê trọ tại khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trưa qua, Toàn và T tổ chức nhậu tại phòng trọ của T. Đến chiều thì cả hai đi hát karaoke. Trong lúc hát, Toàn chửi mắng và chê T hát dở nên người này bỏ về. Một lúc sau, Toàn đến phòng trọ của T thì thấy xe đạp của mình bị ngã. Cho rằng T xô ngã nên cả hai tiếp tục mâu thuẫn, thách thức nhau. T vào phòng trọ cầm hai con dao. Còn Toàn cũng về phòng lấy mã tấu. Thấy vậy, chủ nhà trọ can ngăn, lấy hai con dao tê đang cầm đem cất. Lúc này Toàn cầm mã tấu đi đến chém tê tử vong tại chỗ. Sau gần một giờ gây án, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp cùng công an thị xã Phú Mỹ đã bắt giữ Toàn. Tại Vĩnh Long, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tam Bình vừa cho biết đã bắt giữ Nguyễn Cát Tường, sinh năm 2005, ngụ xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, và LHKT, sinh năm 2008, ngụ xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Đáng nói hơn, khi nạn nhân trong vụ việc là một người khiếm thị. Trưa ngày 8 tháng 4 vừa qua, Nguyễn Cát Tường đến nhà rủ LHKT đi cướp giật vé số của người bán dạo. Khoảng 14 giờ cùng ngày, T điều khiển xe mô tô đã tháo biển số, chở Tường trên tỉnh lộ 905, đoạn qua xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Nhìn thấy một người đàn ông khiếm thị đang ngồi bán vé số gian đường, hai đối tượng tiếp cận, giả vờ hỏi mua vé số. Khi người đàn ông đưa sắp vé số 34 tờ, thì Tường giật lấy, rồi cùng đồng bọn tẩu thoát. Bước đầu làm việc, cả hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được công an huyện Tam Bình tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định. Nguyễn Thị Phương Thảo, 32 tuổi, trú tại phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, trong lúc đổ xăng đã lợi dụng sơ hở để cướp tiền của nhân viên tại đây. Công an thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu đang tạm giữ hình sự đối tượng này để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, vào chiều tối ngày 10 tháng 4, tại một cửa hàng xăng dầu ở phường Đông Long, thành phố Lai Châu, đã xảy ra vụ khách cướp tiền của nhân viên bán xăng. Sau thời gian điều tra truy xét, cơ quan công an xác định đối tượng gây ra vụ cướp giật trên là Nguyễn Thị Phương Thảo, một nhân viên văn phòng tại thành phố Lai Châu. Thảo khai nhận do túng thiếu nên trong lúc đi đổ xăng, thấy nhân viên bán xăng cầm tiền sơ hở, đã cướp.
Trong lúc tăng ga định tẩu thoát thì bị nhân viên cây xăng hô hoán và giật lại số tiền trên. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Hưng, 56 tuổi, trú tại xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động để điều tra về hành vi trốn thuế. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ An Phúc Hưng, địa chỉ ở thôn Diên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, có dấu hiệu trốn thuế. Theo tài liệu điều tra, trong hai năm 2020 và 2021, Nguyễn Ngọc Hưng là người đại diện theo pháp luật và giữ chức giám đốc công ty, đã thiết lập 195 hợp đồng mua bán và các chứng từ đầu vào khống với hơn 100 cá nhân ngoài địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tổng số tiền hàng hóa nguyên liệu đầu vào hơn 14 tỷ đồng. Sau đó, Hưng đã sử dụng các hợp đồng mua bán và chứng từ không hợp pháp này để hạch toán hàng hóa nguyên liệu đầu vào, làm giảm số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp mà công ty mình phải nộp. Qua đó đã trốn thuế thu nhập doanh nghiệp gần 2 tỷ đồng. Ban quản lý vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình hôm nay cho biết, trong chuyến khảo sát tìm kiếm hang động đầu năm 2023, Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh đã phát hiện thêm 22 hang động mới. 22 hang động này có tổng chiều dài 11,7 km, trong đó có 20 hang động được phát hiện tại xã Lâm Quá, huyện Tuyên Quá và các xã Quá Phúc, Quá Sơn, huyện Minh Quá. Hai hang động còn lại được phát hiện tại vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Trưởng đoàn thám hiểm thuộc Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh đánh giá, các hang động này đa phần là hang ước nhỏ nhưng lại khá thú vị, đặc biệt so với nhiều hang động đã được họ tìm thấy ở Quảng Bình. Nếu Sơn Đòn, Hang Én và nhiều hang động khác chỉ có một lối chính để vào, thì hệ thống hang mới này lại có rất nhiều hướng ra vào khác nhau. Một số hang còn thông nhau, tạo ra nhiều lối đi ngang, làm cho những chuyến đi vòng quanh bên trong trở nên rất thú vị. Tuy nhiên, tổ chức này cũng khuyến cáo, loạt hang động mới khám phá có khá nhiều hang động không phù hợp cho du lịch. Vì vậy, trước khi tổ chức các tour, cần nghiên cứu kiểm tra kỹ lưỡng độ an toàn, độ cao trần, dòng chảy, địa mạo địa chất. Thưa quý vị, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam nằm trong khuôn viên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, quận Cầu Giấy. Dù không phải là địa điểm mới, thế nhưng đây vẫn là một trong những bảo tàng đông khách tham quan nhất tại Hà Nội. Đặc biệt vào những ngày mở cửa miễn phí, nơi đây càng thu hút nhiều người ghé thăm. Bất ngờ, thích thú, thư giãn là cảm giác của nhiều bạn nhỏ khi được tham quan tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. Đây đã trở thành một địa điểm để nhiều phụ huynh đưa con em đến học hỏi, trao dồi kiến thức cũng như mở mang trí tưởng tượng. Hai ngày cuối tuần, bảo tàng luôn chật kín người. Nhiều khách tham quan cho biết vì bảo tàng trưng bày rất nhiều mẫu vật thú vị, sống động, khiến các em nhỏ thích thú nên thu hút nhiều gia đình đưa con em đến tham quan. Trong khu vực Hà Nội thì đấy, những cái địa điểm như thế này nó cũng chưa được nhiều, nên là mình cũng mong là nếu như có cơ hội thì những cái bảo tàng sẽ mở cửa mình nhiều hơn cho gia đình, phụ huynh đưa con em mình đến và tìm hiểu về thế giới xung quanh. Mình thấy những nơi như này khá là bổ ích đấy. Ở đây trẻ con các thứ mọi người đều đưa các bé đến để tham quan học hỏi. Ở đây mình thấy những chỗ như này rất là bổ ích và nên khuyến khích để có thêm đấy. Tại bảo tàng có khoảng 1.400 mẫu hiện vật được trưng bày khái quát chuyện lịch sử hàng triệu năm về nguồn gốc sự sống và thiên nhiên Việt Nam. Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam mở cửa miễn phí vào các ngày từ thứ năm đến chủ nhật trong khung giờ sáng từ 8:30 đến 11:00, chiều từ 13:30 đến 16:30. Cố đô Huế xinh đẹp vốn đã hấp dẫn lại càng thêm cuốn hút nhờ ngày càng có nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị dành cho người dân và du khách, và một trong số đó là trải nghiệm vẽ trượt quả phong cảnh. Từ Thuận An, biển Hải Dương, rừng Rú Chá, đồi Vọng Cảnh đến Đại Nội hay các ngôi chùa cổ, các bạn trẻ đã có những hoạt động vẽ đầy sắc màu thông qua lớp vẽ trải nghiệm thú vị đến từ họa sĩ trẻ Trần Ngọc Sĩ. Lớp vẽ trải nghiệm nằm ngay cạnh khu vực đồi Vọng Cảnh. Mỗi thành viên tham gia hoạt động vẽ trải nghiệm sẽ lựa chọn vẽ tại chỗ hay vẽ trượt quả những thắng cảnh nổi tiếng hoặc các góc nhỏ bình yên của cố đô. Xưởng đã chuẩn bị sẵn dụng cụ màu vẽ và toang. Việc của các họa sĩ trẻ là hòa mình vào thiên nhiên, cảm nhận không gian, ánh sáng, màu sắc và thỏa sức sáng tạo. Được ngắm trực tiếp những thắng cảnh, từ đó tạo nên những bức tranh với đa dạng màu sắc, đường nét. Vẽ tranh trượt quả là một sự lựa chọn thú vị giữa vô vàn các chọn lựa cho những ai thích khám phá Huế theo một cách mới. Hoạt động này cũng thu hút bởi quan điểm ai cũng có thể cầm cọ để trải nghiệm, để thử sức bản thân.
Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.